Nghe nói là má của cậu mới mất hả? Xin thành thật chia buồn với gia đình cậu nha. Tôi cho bà biết nghe, bà đừng có giở trò mèo khóc chuột nữa. Phải, má tôi mất rồi đó, bà vừa lòng bà chưa? Vậy tôi cho bà biết, tôi sẽ đòi lại tất cả những gì mà bà đã nợ má tôi. Bà nhớ đó, tất cả những gì mà bà nợ má tôi. Nhà tôi không có nợ cậu, nếu có nợ thì cũng đã trả xong hết rồi. Thằng Quang con của tôi mới vừa bị cậu gạt cho một mớ đó thôi. Con người của cậu sống chỉ biết có tiền. Ngay cả cái chết của má cậu mà cậu cũng còn đem ra để trục lợi được, thì có gì mà cậu không dám làm chứ. Nhưng mà nghe cho rõ đây, đừng hòng bước chân vô cái nhà này và giành bất cứ thứ gì của con cháu tôi. Tôi sẽ lấy lại tất cả những gì bà nợ má tôi. Đâu đó, má nhất định con sẽ đòi lại công bằng cho má. Ông Dũng, ông đi đâu vậy? Tôi đi làm việc lớn. Má mới mất, ông đừng có cờ bạc nữa nha. Bà thào lao quá đi. Đúng là đàn bà chỉ nghĩ được có nhiêu đó thôi à. Tôi đi làm cái chuyện mà đáng lẽ từ lâu tôi phải làm rồi kìa. Bây giờ má mất, không ai có thể ngăn cản được tôi đâu. Ông Dũng. Má, má cứ để cho ba đi đi. Hai cha con có chuyện gì giấu má hả? Rốt cuộc là chuyện gì? Con nói má nghe được không? Má biết tập đoàn Minh Quang đúng không? Nói tóm lại, đó là một tập đoàn rất lớn, mà ba chính là con ruột của ông Màu, chủ tịch tập đoàn đó. Con nói cái gì vậy? Nghĩa là con chính là đứa cháu đích tôn của chủ tịch tập đoàn đó má. Không, không thể như vậy được đâu con à. Má nên mừng mới phải chứ. Nếu ba nhận lời được ông nội thì cuộc sống của hai má con mình sẽ được sung sướng. Không, má không cần điều đó. Má chỉ muốn ba người mình sống cuộc sống đơn giản bên nhau thôi. Một cuộc sống khổ cực, thiếu thốn đủ thứ, có gì mà hay ho hả má? Nhưng Khôi à, má, má có biết là từ trước tới giờ con không biết ông nội con là ai. Thậm chí con còn nghĩ con không có ông nội nữa kìa. Nhưng bây giờ con đã biết ông nội con là ai rồi. Nhất định con phải nhận lại ông nội con. Má đừng cản con nha má. Khôi, má ơi. Anh ơi, trời, sáng chưa mở hàng mà. Anh ơi, anh ơi. Ủa, anh xin bánh mì nè. Sao sáng sớm anh ngồi khóc bù lu lo vậy? Nhà tôi có chuyện rồi. Chuyện gì? Vô trong đi, vô trong nói giải quyết chứ. Anh ngồi anh khóc vậy là cái tiệm bánh mì em có chuyện luôn á. Anh ngồi xuống đây đi. Có chuyện gì mà sao mà khóc bù lu bù lo vậy? Má tôi mất rồi. Bác mới nhập viện đây mà mất rồi hả? Bữa trước má tôi nhập viện xong rồi bệnh nhiều quá cho nên má tôi không có qua khỏi. Em cũng chia buồn với anh nha, nhưng mà em nghĩ thôi để bác ra đi vậy cho thanh thản, chứ để bệnh tật nó hành hạ bác sống cũng cực. Chú nói phải, má tôi giờ thanh thản rồi, chỉ có tôi rồi không thanh thản thôi. Chú biết không, lúc mà dọn dẹp di vật của má tôi á, thì tình cờ tôi mới phát hiện được ba tôi vẫn còn sống đó. Mà nào giờ má của tôi cố gắng không đi tìm ổng, không gặp ổng luôn. Tội nghiệp cho má tôi dữ lắm. Vậy em nghĩ là anh phải đi tìm gặp ba anh đi,
để ba anh tới thắp cho má anh một nén hương cuối cùng. Tôi cũng không dám luôn. Sao không dám? Bữa anh nói với em là anh ước gì anh được gặp ba anh lần cuối. Anh chết cũng được mà bây giờ anh phải đi gặp ba anh chứ. Chú không hiểu đâu. Ba tôi giàu lắm á. Tôi sợ tôi nghèo hèn vậy, thất học vậy, chắc ông không có nhận tôi đâu. Ông sẽ chê tôi, rồi ông bỏ tôi, không nhận tôi. Phải chi mà ông nghèo khổ giống như tôi vậy, thì tôi sẽ đón ông về để tôi báo hiếu cho ông. Thì anh nghĩ vậy thôi, chứ không lẽ máu mủ ruột thịt mà dù gì cũng là con ruột của mình, thì ông có giàu giàu cách mấy ông cũng phải nhận anh chứ. Với lại em nghĩ nếu mà ổng giàu có mà ổng không nhận anh thì thôi coi như là anh không có người cha này đi, khỏi nhìn mặt ổng luôn. Em nghĩ là nên thử. Chú nói đúng á. Gì anh? Đây là cuốn nhật ký của má tôi nè, chú đọc đi. Em đâu có thích đọc nhật ký. Coi vậy người trong nhà mà. Coi đi. Đọc được hả? Nhưng mà em đọc gì rồi bác có theo em không? Chắc không đâu, má tôi hiền lắm. Em cũng sợ. Người ba giàu có của anh là tía của em. Tía chú là ai? Là ông Mạo á. Tía ơi là tía, tại sao cái chuyện kinh thiên động địa này nó lại rớt trúng người con gì tía? Trời đất ơi, đau đầu quá à. Nghĩ chắc cái nhà mình lộn ngược lại quá. Giờ con có nên nói không tía? Tía phải chỉ đường dẫn lối cho con. Trời ơi, nói không tía? Nói ha. Không nói. Bây giờ nói hay không tía, nói cho con để con biết. Nói hay không nói gì á? Thập diễn. Thập diễn xuất. Anh đang nói gì vậy? Ăn bánh mì không? Cái gì mà bánh mì? Em đang hỏi là anh nói hay không nói cái gì? Nói chuyện một mình. Nói chuyện với tía. Tía không nói với anh nên anh hỏi tía có nói không. Tía nói tía không có nói với anh. Nói vậy em không hiểu gì hết trơn á. Quà đâu? Quà gì? Sáng sớm anh chưa có bán được ổ mì nào tới đồ quà là sao? Quà sinh nhật. Mai sinh nhật em rồi. Mai sinh nhật đúng không? Ừ. Thì mai có quà. Nói nhớ nha, chứ năm nào sinh nhật cũng tặng bánh mì rồi đó nha. Nhưng mà năm nay không tặng bánh mì nữa, mai sẽ tặng quà. Quà cao ha, thiệt là dễ thương. Anh nè. Anh ai thèm? Không thèm à? Không. Không thèm thiệt hả? Không. Không nói nữa, đi về. Sao vậy? Ê. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống nói chuyện xíu rồi về. Muốn nói chuyện gì? Giờ mai sinh nhật phải không? Ừ. Thì phải có quà. Đúng. Anh rồi. Đi phải có quà chứ. Thì anh sẽ chuẩn bị một phần quà cao, to. Anh nữa hả? Không phải anh, trẻ. Sẽ kêu anh bằng chú, kêu em bằng cô. Thì em thấy sao? Trời, món quà gì mà kỳ vậy? Kêu bằng cô, bằng chú là món quà gì? Không được hả? Robot. Tặng robot cho em á. Anh sao? Cái chuyện không muốn nói là chuyện này hả? Ừ, nhưng mà em không thích chơi robot. Em thích chơi búp bê phải không? Búp bê. Anh sẽ tặng búp bê, đúng không? Bây giờ anh có muốn nói chuyện anh muốn nói với em ra không? Nói. Phải nói đi về chứ. Nha. Nói nay chứ. Thôi đi về. Nói. Mà lỡ nói ra thì anh sợ ngày này năm sau nó trở thành đám giỗ luôn à. Quá là vô duyên lãng nhách luôn á. Vô duyên gì? Tức á. Đi về. Quyên, anh có chuyện quan trọng nói mà. Ơi, 6 giờ tự nhiên cái chuyện này gớt đầu tôi vậy.
chia buồn với anh nha.